Xin chào các bạn, các bạn hãy mình cùng mình tô màu bức tranh này nhé. Các bạn thân mến, vậy là mình đã tô màu xong cái bức tranh này rồi. Các bạn hãy like video và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.